kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mặc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Hòa nhà trai xin được di chuyển mời trên bàn thiết thực của gia đình Hòa nhà trai. Thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Này khăn đông đội tóc, này đôi guốc mọc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Chú rể Mạnh Trường và cô dâu Hiếu sẽ chính thức được bắt đầu. Quý vị đồng chào có tay dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều hôm nay ạ. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, và đúng là bàn hoa thì giờ là... Giữa bàn có chiếc đèn đồng quả cầu xúc xích tím hồng thủy chung. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngày sau đây những người làm cho chúng tôi xin được kính chuyển là mời hai vị trưởng đoàn, một vị đại diện gia đình họ nhà trai và vị đại diện gia đình họ nhà gái. Hai bác sẽ bắt tay nhau lên sân khấu chính của chú rể Trường, sẽ có đôi lời phát biểu dặn dò con dâu và chú rể.
Trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn ạ. Vâng ạ, chúng ta đang nhìn thấy hai vị trưởng đoàn đang tiến lên sân khấu chính của chú rể trường. Quý vị ơi, quý vị có thể dành cho hai vị trưởng đoàn một tràng vỗ tay thật to không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai, bác sẽ đứng cùng cháu rể của mình và cháu dâu của mình và họ nhà gái sẽ đứng cùng cháu rể của mình ạ. Cùng cô dâu Thanh Hiếu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đây những người làm chương trình chúng tôi xin được cái chuyện này mời một vị trưởng đoàn gia đình họ nhà gái, bác có được lời phát biểu dặn dò cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời. Kính thưa quan viên ai họ, được phép của ban tổ chức thay mặt họ nhà gái được tham gia một số ý kiến. Lời đầu tiên cho phép tôi được xin kính chào quý vị, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa quan viên hai họ, tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là tên là Chấm, họ Sa. Chấm là chấm cho sắc chứ không phải chấm cho ngã. Thế thì tôi thì năm nay là U60 rồi, một vợ năm con. Thay mặt cho bên nhà gái thì là xin tham gia là giữa cháu Hiếu với cháu Trường thì được bố mẹ sinh ra nuôi lớn lên, cho đi ăn đi học, các cháu đi làm, đi chơi thì xe duyên cho hai cháu được gặp nhau. Hay là đầu tiên thì là làm quen, xong đến dẫn đến tình yêu, cho đến là làm vợ làm chồng. Thế thì là bên thì chưa có vợ. Thì hôm nay thì chúng tôi thì đi từ 9 giờ kém, 9 giờ phút này đến đây thì chả xa đâu, rất là gần, có mấy tiếng đồng hồ. Thế thì khó hàng, thế thì bảo ban lấy cháu, là cháu con là con dâu là con của nhà mình, dâu là con dễ là khách. Thuận chồng tát biệt đông cũng càng, chúng tôi cũng tránh về sự dí lại. Hôm nay lấy nhau, mai lại nhìn thấy núi này, núi kia, lại suy nghĩ thế này, thế khác thì không được. Thế mong rằng là vợ chồng sẽ bảo ban nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thì tham gia với các vị đại biểu và với quý khách hai họ như vậy. Thế thì hôm nay thì ngày 15 rồi, còn có 15 ngày nữa là hết năm cũ. Xin được chúc quan viên hai họ năm mới đa tài đa lộc đa phú quý. Xin một năm mới sức khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn những lời phát biểu đầy cảm động của vị đại diện gia đình họ nhà gái rất nhiều ạ. Vâng, kính thưa vị thân mến và đại diện gia đình họ nhà gái có được lời phát biểu rồi, và bây giờ cũng được trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn gia đình họ nhà trai cũng có lời phát biểu gọi hai bên. Trân trọng kính mời ạ. Kính thưa, kính thưa các cụ, công các bà và anh chị em họ hàng nội ngoại của hai gia đình nhà gái cũng như nhà trai. Hôm nay là ngày lành không tốt, họ nhà trai cho tôi đã lên họ nhà gái, tuy rằng đường có xa nhưng mà rất gần. Hai gia đình với hai cháu sau thời gian tìm hiểu đã thuận vợ thuận chồng để mà xây dựng hạnh phúc, mà được sự giúp đỡ của tất cả hai họ, cô dì chú bác giúp đỡ và bạn bè, và cuối cùng là đã được thành vợ chồng, được chính quyền chấp nhận. Và hiện nay hôm nay là ngày lành tốt, hai họ nhà trai chúng ta đã phải lên để rước, để xin phép các cụ các bà trên họ nhà gái của hai họ nhà gái để xin phép rước cháu dâu về làm con dâu của họ nhà gái chúng ta. Thì tiếp lời của bác trưởng đoàn họ nhà gái thì chúng tôi cũng rất là chân thành và cảm ơn sự tiếp đón lồng nhiệt và rất chân thành và rất gần gũi, và coi như là chúng tôi nói như là hai gia đình hiện nay là một, như xa nhưng mà rất gần. Cho nên là trước tiên là thay mặt cho họ giai xin cảm ơn cái sự tiếp đón và những cái sự hướng dẫn của họ nhà gái để chúng tôi làm thủ tục để mà hoàn thành cho
hoàn thành các cái việc tổ chức cho hai cháu chiều ngày hôm nay. Thì cuối cùng để mà kết thúc, để tiếp lời bác đại diện cho họ nhà gái, thì tôi cũng xin mặt họ nhà trai xin trước hết chúc mừng các cụ, công bà và các anh chị và toàn thể họ hàng của hai họ bên nhà gái có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và sinh năm mới được chữ ý. Và chúc toàn thể họ nhà trai thế nào cũng có sức khỏe dồi dào và có sức khỏe để đạt được mọi chuyện và có trách nhiệm hướng dẫn và vợ chồng cháu trở thành của cháu Trường và cháu Hiếu trở thành con ngoan trong gia đình, để trở thành đôi vợ chồng tiêu biểu cho họ hàng sau này. Thì xin cảm ơn tất cả và cảm ơn tất cả anh chị em của chúng ta đã đến dự buổi lễ chúng ta. Cảm ơn. Tròn mà tha thiết yêu
chúng ta xây dựng nơi này. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lập biển và trời. Ta có bàn tay, một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu khó chi lập. Cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiếp tục lên sân khấu chính của mình và để làm tiếp tục nghi lễ tiếp theo. Ngày vui nhất đời. Ngày vui nhất đời. Trong chiếc thiệp xinh. Cả một cuộc đời đúng không quý vị? Và quý vị nổ tràng vỗ tay dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây trân trọng kính mời chú rể sẽ bỏ chiếc nhẫn của mình sẽ trao vào tay cô dâu. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu và quay về phía bên phải 37 độ 5. Đúng rồi ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây quý vị chứng kiến buổi đại lễ thành hôn của chú rể Trường và cô dâu Hiếu. Hai bạn sẽ trao nhau những chiếc nhẫn tình yêu. Hai chiếc nhẫn lần này nó là hai điểm tròn, nó không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc. Khi hai chiếc nhẫn này và trao vào tay nhau của hai bạn thì sẽ kết nối yêu thương, trao cho nhau cả một cuộc đời, đúng không quý vị? Và quý vị nổ tràng tay nữa thật to ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và cắt bánh tình yêu của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, với sự chuẩn bị của toàn thể quý vị, đó là niềm vinh hạnh lớn lao nhất cho gia đình Hòa Nhà Trái chúng tôi và gia đình Hòa Nhà Gái. Và ngay sau đây xin cho kính mời chú rể sẽ cui vâng ạ, cui chai trèo của mình ra. Vâng ạ. Vâng, anh cui ra bánh nắp thật mạnh nha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy nhìn chú rể cui chai rượu sâm canh, vâng, chai rượu tình yêu của mình. Vâng ạ, anh sẽ lắc đây ạ. Đúng rồi ạ. Ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ. Vâng ạ, một tràng vỗ tay dành cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây hai bạn sẽ tay trong tay rót tiếng đi rượu tình yêu của mình. Vâng ạ. Những đi rượu tình yêu nó thể hiện như một ngọn núi đang tuôn trào. Hai bạn sẽ theo nhau suốt cả một đời trăm năm. Hòa theo nước mắt em rơi, đùa em đợi, đặt lên khóe môi. Vâng ạ, và ngay sau đây con xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai gia đình ạ. Vâng ạ, hai bác sẽ lại bước lên sân khấu chính của mình. Vâng, chân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ vui chiếc rượu thứ hai của mình. Vâng, thật tuyệt vời đúng không quý vị? Vâng, chân trọng kính mời cô dâu sẽ tay trong tay cùng chú rể rót những ly rượu của mình. Buổi đại lễ ngày hôm nay thì ngay sau đây trân trọng kính mời chú rể Trường sẽ nâng chiếc ly của mình và sẽ mời vị đại diện gia đình Hòa Nhà Gái. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu ạ. Sẽ lâm chiếc ly của mình và sẽ mời vị đại diện gia đình họ nhà trai. Và trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và với sự
chứng kiến của thật để quý vị và hội hôn ngày hôm nay. Và ngay sau đây hai vị trưởng đoàn sẽ cùng cô dâu và chú rể sẽ uống những ly rượu tình yêu của cô dâu và chú rể, và chúc cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay được hạnh phúc cho năm. Vâng, xin chào kính mời ạ, cô dâu và chú rể. Quý vị nổ một tràng vỗ tay ạ, thật to đấy ạ. Xin cảm ơn thật để quý vị rất nhiều. Chúng tôi đi từ Âu sang Á và đi từ 3 tháng tới Miếu Môn. Vâng ạ, đi từ nông thôn trở về quê hương Phú Xuyên ngày hôm nay. Chưa bao giờ chứng kiến một buổi lễ thành hôn nào mà đông người dự đến như vậy. Chúng tôi ước tính khoảng 1.375 người đang chứng kiến buổi lễ thành hôn của chú rể Trường và cô dâu Hiếu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, chú rể đã thành đôi ạ, còn thiếu gì ạ? Vâng ạ, hôn ạ. Được không ạ? Chú rể có đồng ý không ạ? Và cô dâu đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin chào kính mời cô dâu quay về phía bên phải 37 độ 5. Và chú rể quay về phía bên trái 35 độ 7. Quý vị đến từ 1 đến 3 thì trân trọng kính mời chú rể Trường sẽ hôn và đâu có dâu thì hôn. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sát pháo rơi đầy đồng, cưới tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Sao đôi lửa chung yên cầu, yên cầu đưa em qua bên sông, yên cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đem đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường nắng đổ chán chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hò về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay sát pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Sao đôi lửa chung yên cầu, nhìn cầu đưa em qua bên sông, nhìn cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang trên con đường đang đổ chán chan, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hò hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây
chuyền vàng cô dâu xinh xắn.